Toàn xin chào anh chị em đến với kênh YouTube Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và nhìn theo hướng camera này của Toàn anh chị em mình thì có thể về ngay trung tâm của thành phố Vĩnh Long hoặc là về cầu Mỹ Thuận nha. Đây mà về tới cầu Mỹ Thuận thì mất 28 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 22 km. Và Toàn cũng đang đứng quốc lộ 1A nha, và đối diện mặt Toàn nè là cái xe này bỏ đây đừng tính, là bên đó là khu công nghiệp Hòa Phú của tỉnh Vĩnh Long mình nha anh chị em. Hôm ra Vĩnh Long mình mưa bão quá trời anh chị em mình ơi, dầm mưa mấy ngày nay là bệnh luôn rồi. Và cũng nhìn theo hướng camera này nè anh chị em, thì anh chị em mình về cầu Cần Thơ đây đó cũng 28 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó cũng chỉ có 22 km thôi. Đó là tình hình sơ lược ngoài quốc lộ. Bây giờ Toàn mời anh chị em vào xem đất mà Toàn muốn giới thiệu ngày hôm nay. Và đây là con đường vào đất mà Toàn muốn giới thiệu nha anh chị em mình. Vào đất mình á, thì bên phải của màn hình nè anh chị em mình, nguyên cái tòa nhà vàng vàng nè là trường đại học Cửu Long của Vĩnh Long mình đó nha, đối diện khu công nghiệp Hòa Phú á. Từ vị trí ngoài quốc lộ 1A vào tới cái miếng đất nền mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay á, thì khoảng 250m nha. Và kênh YouTube Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em, ngày nào thì cũng như ngày nấy nha, cứ 7 giờ tối là Toàn sẽ đưa đất đưa nhà lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình. Anh chị em mình có nhu cầu mua đất mua nhà khu vực Vĩnh Long á, thì vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn với nha. Và đất cái nhà Toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà chủ đất luôn nha anh chị em mình. Và đây là cái chợ Phước Yên nè anh chị em mình. Dạo này cái tình hình Covid nó cũng căng quá nên cái chợ là cũng không được bán nhiều đâu anh chị em mình, bán lưa thưa lắm. Cái đường này thì nhà trọ cho công nhân ở rất là đông nha anh chị em. Nếu mà từ ngoài quốc lộ mà dài vô tới nói chung con đường này chạy thẳng vô là cái trúc hoa viên gì trong đó luôn anh chị em mình. Trong đó người ta cũng xây là nói chung là nguyên đường này chắc đếm hết cũng mấy chục cái dãy nhà trọ à anh chị em. Và cũng từ thành phố Trà Vinh đó anh chị em lên tới trên khu nghiệp Hòa Phú này á thì nó mất hết 1 giờ 30 phút nha. Khoảng cách của nó là 65 km. Còn bến xe miền Tây về đây thì mất 2 giờ 50 phút chạy xe nha. Khoảng cách của nó là 130 km. Cái xã Phú Quế này nè anh chị em mình, nó sắp lên thị trấn rồi. Toàn nghe đâu là nó nghe giang hồ đồn thôi nha, là chắc cũng năm nay hay gì đó, nó năm nay cuối năm nay hoặc đầu năm gì, nếu không có chờ là nó sẽ lên đó. Thì nếu mà lên thị trấn rồi chắc khu cái mấy đường này họ sẽ làm lại. Và tại vì lượng đây bà con công nhân ở rất là đông anh chị em mình, cái đó là Toàn nói vậy thôi nghe, còn chính xác là của mấy nhà nước mới biết chứ Toàn thì bỏ tay chấm cơm anh chị em mình. Cái miếng đất nền mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay á, là nó thuộc hướng Tây Nam nha. Còn ở đây thì anh chị em mình nhìn cũng biết rồi, khỏi tầng Toàn nói cũng được, tại vì ở đây là nó điện nước nó cũng đều có hẳn hoi trơn rồi, nhà bà con ở liền liền nhau mà. Nó tới trước mặt là tới cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình đó. Bán đất nha anh chị em mình, mặc dù trên đất là có nhà nát, bán đất nha. Để Toàn dừng xe cái là Toàn giới thiệu tiếp cho anh chị em mình. Để đây là cái nhà trên đất thì nó có nhà nhưng mà nói chung là bán đất nha. Chứ để thôi nói bán nhà rồi anh chị em mình lôi cái nhà này vô trả đấm đuối lắm. Và cái địa chỉ của miếng đất ngày hôm nay là nó thuộc xã Phú Quế nha, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Và tổng diện tích của miếng đất này là nó được là 94,5m, đất thổ cư hết rồi nghe anh chị em mình. Để Toàn đi vào nhà cho anh chị em mình xem luôn. Và ngang trước ngang sau ngang nào cũng đều là 5m hết nghe anh chị em mình. Và cạnh hai cạnh dài của nó cạnh nào cũng được 19m hết luôn. Nói chung cái này lúc trước người ta cũng cho thuê để mà người ta bán anh chị em mình. Rồi cái đợt mùa Covid này nè, thì nói chung đợt Covid này ai cũng bị ảnh hưởng chứ không phải chỉ riêng mình ta. Rồi họ chống chọi không nổi rồi họ trả rồi xong chủ nhà rồi buồn buồn rồi kêu bán luôn. Và chủ kêu bán 94,5m đất thổ cư này với giá là 1 tỷ nha anh chị em mình. Giá thì được thương lượng chút đỉnh, thì giá thì 1 tỷ anh chị em mình muốn thương lượng trực tiếp với lại chủ đất á, thì đối Toàn bình thường Toàn hẹn cho anh chị em mình thương lượng trực tiếp luôn. Đối Toàn làm ăn là thành thật là hơn, anh chị em cũng thành thật lại với Toàn là chơi được hết á, chơi tới bến luôn. Ở đây Toàn mở đèn chơi cho anh chị em mình coi luôn nè. Và ở trước để Toàn đi trước rồi Toàn quay cho anh chị em mình xem là có nước đầy đủ hết trơn à. Tại lúc này lúc trước người ta ở đây người ta cũng ở mà, tại mùa Covid rồi giờ người ta không có ở nữa đó. Đây là đứng nhìn ra trước nè anh chị em mình, cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay là vậy. Anh chị em mình quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại màn hình là Toàn dẫn anh chị em mình xem đất nha. Chào chào anh chị em mình nha.